Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 16 tháng 4 năm 2021. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm cọc phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và đặc biệt là hôm nay bên nhà em sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị một số cái giò lan cuối của dòng sơn thủy tiên đột biến hồng, hàng họng nâu đen hoặc là nâu đỏ để cô chú anh chị sưu tầm nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô đai châu rừng bắc trụ, cái hàng bản lá gân, lá xếp bóng bẩy cực kỳ là đẹp như thế này cô chú anh chị này. 1 kg sẽ rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 12 cây trên 1 kg nhé. Hiện tại cây đang bắt đầu bắn những cái rễ non mới đó, nên là tầm ghép quá là tuyệt vời cho dòng đai châu rừng bắc trụ, hàng không lũi lá rất là tuyệt như thế này. Em bán là 520.000 cho 1 kg đai châu rừng bắc trụ. Và tiếp sau bên này đây là em có dòng lan đùi gà dẹt. Dòng đùi gà dẹt ạ. Cái này lẫn một vài thân gà tròn. Đùi gà dẹt thì rất là xanh mướt như vậy luôn này. Đó, ở những nơi ấm áp thì gà dẹt có thể nở hoa vào thời điểm Tết. Thời điểm bây giờ thì gà dẹt nó đang và đã qua mùa hoa rồi cô chú anh chị nhé. Đấy, giả hành rất là khỏe, tươi, đẹp như vậy này. Hiện tại cây đang bắt đầu chuẩn bị bắn những mầm mới. Em bán với giá là 170.000 cho 1 kg đùi gà dẹt ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan ngọc thạch 3 màu. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm. Hàng này sẽ chuẩn 3 màu cô chú anh chị nhé. Sắc tím, trắng, vàng. Hoa rất là sai. Hàng này thì cũng rất là tiếc, hiện tại đã qua mùa hoa nhé. Mầm gốc bây giờ cũng đang lên để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những cái giò lan thuần cho mùa hoa mới. Hàng này thì em xin phép bán với giá 120.000 cho 1 kg. Và bên này là em có dòng dòng lan hải yến. Dòng hải yến này thì hiện tại em thấy là một số cây thì đang bắt đầu là nhú những cái nụ ở ngách hoa, ngách lá ra nhé. Đấy, nên là cô chú anh chị lấy bây giờ thì sẽ có một mùa hoa, cô chú anh chị có để được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn từ những cây hải yến này đấy ạ. Em bán hải yến với giá là 150.000 cho 1 kg. Sang bên này đây là dòng lan hạc vị bắc. Hạc vị bắc với đặc điểm đó là hoa rất là đậm. Cái lô hàng hoa rất là đậm và cực kỳ là sai hoa. Hiện tại còn có một số nụ hoa tàn còn sót lại thì cô chú anh chị có thể thấy là cái sắc hoa của nó đậm nhé. Cái dòng hạc vĩ này bây giờ đang lên mầm như vậy đấy ạ. Dễ thuần, dễ chăm, dòng hàng gọi là dòng hàng quốc dân. Hoa thì rất là sai ạ. Em bán dòng hạc vĩ này với giá là 170.000 cho 1 kg hạc vĩ nhé, hạc vĩ bắc ạ. Tiếp sang bên này đây là em có dòng dáng hương đuôi sóc. Dáng hương đuôi sóc này thì bây giờ một số cây thì cũng đang bắt đầu là nhú nụ. Dáng hương đuôi sóc em bán với giá là 120.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc ạ. Tầm này cũng là cái tầm ghép rất là vừa của dòng dáng hương đuôi sóc. Và tiếp sang bên này đây là em có dòng lan kiếm lô hội. Kiếm lô hội này em bán với giá là 70.000 cho 1 kg ạ. Và bên này đây là em có dòng thanh đạm sữa nhé. Thanh đạm sữa dễ thuần, dễ chăm với những cái chùm hoa màu trắng sữa rủ dài. Rất là sai hoa khi mỗi mùa hoa đến. Và bền hoa nữa ạ, em bán 50.000 cho 1 kg. Hoàng thảo vảy rồng ạ, hoàng thảo vảy rồng 120.000 cho 1 kg hoàng thảo vảy rồng. Với những giả hành nhỏ xinh như thế này này, cô chú anh chị này. Cây này thì sức sống nó rất là mãnh liệt luôn đấy ạ. Đây, những chùm hoa cũ của nó, những cái giả hành như vậy, như những chùm hoa của nó rất là dài, cô chú anh chị này. 120.000 cho 1 kg hoàng thảo vảy rồng. Sang bên này đây là em có dòng lan hoàng thảo trinh bạch. Dòng hàng này thì với những cái bông hoa màu trắng rất là to và cái họng điểm chút xíu hồng đỏ rất là xinh.
hoa thơm cô chú anh chị nhá. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo trinh bạch. Và bên này là dòng lan hoàng phi hạc. Dòng này thì cũng là một dòng hàng dễ thuần dễ chăm, có thể cho mình ba cái mặt bông luôn đấy ạ. Vài ba cái mặt bông luôn. Đó. Hiện tại thì nó vừa qua mùa hoa xong nên là cũng sắc sơ như vậy nhá. Hoàng phi hạc em bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng phi hạc. Hoàng thảo Trần Tuấn này, mùa này thì cây đang bắt đầu là lên mầm, nó vừa sổ hoa xong mà cũng đang lên mầm. Trần Tuấn một dòng hàng phải nói là rất là nổi tiếng, nhiều người chơi lan rất muốn săn tìm. Hoa như những cánh hoa như dày, cánh sáp nhựa rất là bền hoa. Đó thì em bán với giá là 1.800.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg trở lên để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình đủ một giò Trần Tuấn xinh xinh để mà thưởng thức nhé. Bên này em có một cái lô kiều vàng này. Đó, lô kiều vàng này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho lô hoàng thảo kiều vàng này. Ở đây em có hai lô hoàng lạp ạ. Bên này em gọi là lô số 1 có một rề với cái hai rề nhỏ này nữa này. Lô số 1 em bán với giá là 55.000. Lô số 2 cũng với giá là 55.000. Lô này đây cũng có một cái rề rất là xanh luôn này. Một rề lớn và vài cái rề nhỏ nữa. Này là trầm tím. Dòng trầm tím này thì hiện tại đang nụ này. Hàng này thì rất là nhiều thân tơ cô chú anh chị nhá. Rất nhiều thân tơ. Cây đang nụ chi chít như thế này này và mầm gốc thì cũng đang bắt đầu là trồi lên ạ. Mầm gốc thì cũng đang bắt đầu là lên này cô chú anh chị này. Đang bắt đầu là bật mầm gốc nhé. Nên là đây là cái thời điểm quá là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái thân trầm để chăm mầm cũng như là thưởng hoa. Em bán trầm tím này với giá là 950.000 cho 1 kg. Nói chung là cái lô trầm tím này thì về thân tơ rất là nhiều luôn ạ. 950.000 cho 1 kg trầm tím để có một cô chú anh chị được thưởng hoa chăm mầm từ những cái từ cái thời điểm gọi là cái thời điểm đúng chuẩn tầm nhất chuẩn tầm nhất ạ. Còn bên này là cũng là dòng trầm tím nhưng là đây sẽ là cùng cây giống trầm như kia nhưng mà cây này sẽ nhỏ hơn. Nó vẫn sẽ cho nụ cho hoa nhé và cho mầm bình thường nè. Em bán dòng trầm này gọi là trầm chip, là hàng cây giống. Em sẽ bán với giá cũng 950.000 cho 1 kg. Nếu như cô chú anh chị lấy lượng ít thì cô chú anh chị có thể lấy cái dòng trầm chip này đi ạ. Sang bên này là những cái chậu châu Thái. Những cái chậu châu Thái này thì có khoảng tầm 3 cặp lá trở lên. Và những cây này thì đều là những cây đã trưởng thành. Em có thể đo cho cô chú anh chị này. Lá của nó, tán lá của nó đều dài hơn một gang tay của em như vậy nhá. Đấy, để em đo để cô chú anh chị có thể tưởng tượng ra. Không thì lại bảo là sao cái hàng quay to như thế mà khi đi đến lại cây bé như thế này. Đó, đấy ạ. Đấy, cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em nhé. Cây này thì nó đã cho hoa 1-2 năm trước rồi. Nên là năm nay chắc chắn cô chú anh chị sẽ được thưởng hoa. Và hàng này thì mỗi một ở đây thì em có 3 màu sắc. Đó là màu bò sữa này, màu bò sữa, màu đỏ đốm và màu đỏ sắc pháo nhé. 3 màu đều là 3 màu rất là tuyệt vời. Em bán với giá là 130.000 cho một chậu đai châu này. Và bên này cũng là dòng châu Thái. Nhưng đây là những cây giống bé hơn. Những cây giống bé hơn đấy ạ. Những cây như thế này đây, cô chú anh chị này. Những cây này thì em bán với giá là 40.000 cho một cây. 40.000 cho một cây. Và cây giống bên này thì nhỏ hơn một xíu. Em bán với giá là 30.000 cho một cây thôi. Đó, 30.000 cho một cây. Những cây này thì rất là cứng cáp. Rất là cứng cáp luôn. Già dặn luôn nên cô chú anh chị trồng là sẽ bật phát triển rất là mạnh. Còn bên này là những cây nhỏ hơn này. Đó, kích cỡ nhỏ hơn. Em bán những cây này với giá là 25.000 cho một cây. Sang bên này sẽ là dòng lan kiếm. Đây là những cây kiếm gieo hạt của rừng Việt Nam, được lấy từ những cây kiếm giá trị, đột biến giá trị nhất của rừng Việt Nam, nhân giống và gieo hạt tại rừng Việt Nam ạ. Trước tiên đây là dòng lan kiếm Phan Chí, một dòng kiếm gọi là đỉnh nhất, gọi là giá trị nhất của rừng Việt Nam nhé. Được những cây kiếm này thì được lấy từ những cây quả kiếm Phan Chí, nhân giống và gieo hạt ạ. Và một chậu kiếm Phan Chí như thế này em bán với giá là 85.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan kiếm Hồng Nhật Minh. Kiếm Hồng Nhật Minh này em bán với giá là 80.000 cho một chậu. Và sang bên này là dòng lan kiếm Phan Chí lai với cây kiếm số 3 của Thái nhé. Thì cây kiếm Phan Chí lai với kiếm số 3 của Thái này thì em bán với giá là cũng 80.000 cho một chậu. Bên này sẽ là kiếm Huyết Long. Dòng kiếm Huyết Long này thì em cũng bán 80.000 cho một chậu. Sang bên này sẽ là dòng lan kiếm Xanh Huế. Kiếm Xanh Huế ạ,
kiếm xanh Huế cũng là một dòng kiếm gọi là đứng top thứ hai sau Phan Trí nhá. Kiếm xanh Huế này thì em cũng bán 80.000 cho một chậu. Thì nhân đây thì em cũng xin được chia sẻ thêm đó là hôm nay thì em cũng thấy cũng có một cái bạn trên trên Facebook vừa khoe cái mặt bông của dòng xanh Huế tự thụ, tức là cây từ từ cái hạt cây mẹ là xanh Huế tự thụ và hiện tại đã sổ bông, nói chung là mặt hoa cực kỳ là đẹp. Mặt hoa rất là đẹp luôn và cực kỳ rất là giống với cả cây cây mẹ nhá. Đó, thì ở đây em có những cây kiếm này đều là những cây kiếm gieo hạt của rừng Việt Nam, nhân giống và trồng tại Việt Nam cô chú anh chị nhá, với giá gần như là đồng giá 80.000 cho một chậu, chỉ có Phan Trí nhìn hơn một xíu thôi. Sang bên này đây thì em có dòng lan kiếm Thái hoa vàng. Kiếm Thái hoa vàng những cây kiếm bản lá ngắn, lá to và lá xếp rất là đẹp luôn. Ở đây là mặt bông của dòng kiếm Thái hoa vàng, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Đây nhá, đây là mặt bông của dòng kiếm Thái hoa vàng. Rất là đẹp như thế này. Và mỗi một chậu kiếm Thái hoa vàng đây ạ. Nó là những cây bản lá rất là to, lá láng bóng, rất là đẹp như vậy. Một chậu như vậy thì sẽ có tầm khoảng 3-4 thân, 3-4 5 thân trở lên cô chú anh chị nhá. Đó. Khi mà đặt những cái chậu này khi mà đến mùa sổ hoa thì đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một cái giò kiếm thưởng thức tuyệt vời luôn. Với giá em bán chỉ 130.000 cho một chậu kiếm Thái hoa vàng này thôi ạ. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây thì em có cái dòng trầm, đây là dòng trầm sao Thiên Vương với bông hoa bầu cánh bay 24 giờ. Bầu và cánh cong bay cực kỳ là đẹp như vậy và cánh hoa chớp. Cánh hoa tím chớp cô chú anh chị nhé, cánh hoa tím chớp đây ạ. Đây ạ. Như cô chú anh chị nhìn cái bông này thì tím chớp rất là rõ nét luôn như vậy này. Cánh hoa tím chớp rất là rõ nét luôn và hoa thì thơm ngào ngạt luôn ạ. Và trầm trầm sao Thiên Vương này thì một chậu hàng mặt hoa độc đáo và đẹp như vậy thì em giao lưu và sưu tầm giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 110.000 cho một chậu thôi. Đó. Thì hàng này trồng bằng giá thể là vỏ thông nên là khi mà vận chuyển đóng gói thì cái rễ của nó có thể bị lung lay, về cô chú anh chị cứ chèn lại nhá. Đây là đang mùa mầm nới nên là không có ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của cây ạ. À. Một số cây thì vẫn còn đang nụ rất là xinh như thế này này. Đó, trầm sao Thiên Vương, mặt bông hoa, cánh hoa to, bông hoa rất là to và tím chớp rất là đẹp và độc đáo như thế này. Chỉ có 110.000 cho một chậu thôi. Và bên này sẽ là dòng trầm sao Thiên Vương nhá. Trầm sao Thiên Vương là cái dòng trầm cũng thơm ngào ngạt luôn, bông hoa đậm đà và cái họng tim rất là đẹp như thế này này, cô chú anh chị này. Dòng này thì hoa sẽ nở vào cái thời điểm Tết đấy ạ. Đấy, quá là tuyệt luôn đúng không ạ? Mắt nhung quá đẹp như thế này, rất là thơm luôn. Và một chậu trầm sao Thiên Vương như thế này, chậu trầm Thiên Long như thế này ạ. Cây đang hoa hoặc là đang nụ nhỉ, về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa xong rồi cắt toàn bộ những cái thân già này để nhân ki nhá. Em bán một chậu như vậy chỉ với giá là 140.000 cho một chậu thôi. Đó, 140.000 cho một chậu trầm sao Thiên Vương, chậu trầm Thiên Long. Cô chú anh chị lấy cả trầm Thiên Long và trầm sao Thiên Vương một cặp đôi, hai cái mặt bông rất là đẹp, chỉ với giá có 250.000 cho một cặp đôi hai mặt bông hoa, quá tuyệt vời đúng không ạ? Và nếu như cô chú anh chị về thì một chậu như thế này, về cô chú anh chị nhân giống thì sang năm sẽ được rất nhiều chậu như thế này luôn đấy ạ. Tại vì cái hàng này chỉ là ki năm 1 thôi mà nó đều đã nở hoa như thế này, cao tầm khoảng 25-30 cm hết cô chú anh chị nhá. Cao khoảng tầm 30 cm hết, nhất là những cái chậu chỉ có một thân thì nó sẽ dài khoảng tầm 30 cm hết rồi. Sang bên này thì hôm nay em vừa cập bến một cái lô phi điệp tím. Cái dòng phi điệp tím này thì là có mặt bông phải nói là cực kỳ là xuất sắc. Trước đây thì những cái giò phi điệp tím này này nó nở hoa với thời điểm Tết và trước Tết thì khi mà hàng đang bắt đầu sổ bông ấy thì em cũng đã lấy về khá là nhiều lô để bán để cô chú anh chị có thể được ngắm Tết ạ. Và cây này thì hiện tại là nó đã nở hoa hết rồi và cây đang đi mầm như thế này để cô chú anh chị có thể về được thưởng hoa Tết trong Tết này cô chú anh chị nhé. Những cái bảng phi điệp tím này này thì nó đã từng đi tham gia và đạt giải rất là cao trong hội triển lãm của hoa lan toàn quốc đấy ạ. Đó, và đặc biệt là nó sẽ nở hoa với thời điểm Tết nữa cô chú anh chị nhé. Vừa rồi thì bán Tết thì cũng rất là chạy hàng luôn. Thì bây giờ với cái và giá của nó cũng khá là cao. Tuy nhiên thì cái lô hàng hôm nay về nó không phải là hàng hoa Tết mà chỉ là hàng cây giống để cô chú anh chị có thể chơi hoa cho Tết tới này. Nên là cái giá của nó rất là rẻ. Một bảng như thế này thì em chỉ bán với giá là 150.000 cho một bảng thôi. Và cây mỗi một bảng như vậy thì nó sẽ có khoảng tầm ít nhất là 4-5 mầm.
4-5 mầm như thế này về cô chú anh chị chăm sóc để đến Tết mình có một cái giò hoa, giò điệp thật là đẹp, mặt hoa thật là đẹp để cô chú anh chị có thể trưng Tết nhé. Hàng này chuẩn hoa Tết luôn, khẳng định là chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị luôn. Bởi vì vừa rồi, Tết vừa rồi em đã được bán những cái bảng này rồi. Đó, hiện tại thì cây nó vừa nở hoa xong và mầm thì cũng chưa cao, nên cô chú anh chị không nhìn thấy được cái vẻ đẹp của nó thôi ạ. Dạ. 150.000 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhé. Trước Tết những cái bảng như thế này giá khoảng tầm 260 cho đến 280 mà không có hàng bán luôn. Đấy, thì bây giờ giá của nó chỉ có 150.000 thôi. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm cho mình ạ. Tiếp sang bên này thì em có dòng thiên nga này. Đây là dòng thiên nga đen, hay còn gọi là ngọc trai đen. Một dòng hàng gọi là quý nhất trong các dòng thiên nga. Em bán một chậu thiên nga đen như vậy với giá 160.000. Và bên này là dòng thiên nga màu nâu đốm. Thiên nga nâu đốm thì cái giả hành của nó rất là bự chảng, nó sẽ to hơn thiên nga đen nhé. Cái giả hành mẹ của nó phải to bằng cái cổ tay của em luôn ạ. Và cây hiện tại đang lên mầm như thế này. Em bán mầm chồi non mới như thế này. Em bán một chậu thiên nga màu nâu đỏ này, nâu đốm này với giá là 140.000 thôi nhé. Hiện tại thì em còn có duy nhất hai chậu vũ nữ sô-cô-la baby của chú anh chị này. Đây ạ. Mặt hoa của dòng vũ nữ sô-cô-la baby với những cái chùm hoa vươn cao, màu sắc sô-cô-la đỏ rất là tuyệt vời như thế này. Đây là những cây đã trưởng thành và chuẩn bị cho hoa hết nhá. Như hôm qua thì em thấy là một số cây là đã bắt đầu là nhú nụ rồi đấy ạ. Và mỗi một chậu sô-cô-la baby này em bán với giá là 140.000 cho một chậu vũ nữ sô-cô-la baby. Rất là nhiều giả hành như thế này, xanh, dễ thuần, dễ chăm, hàng của Việt Nam hết cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây thì em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị những cái loại lan mà em đã chia ra theo từng hình ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô đai châu rừng bắc trụ. Đai châu rừng bắc trụ thì cô chú anh chị mình có thể lấy hàng cân hoặc là lấy theo hình như thế này tùy cô chú anh chị nhé. Giá của nó thì cũng ngang nhau ạ. Giá của nó cũng ngang nhau. Ở đây thì em có hình số 1 này, hình số 1 ba cây quá xinh như thế này đấy ạ. Chỉ với giá là 160.000 thôi. Em xin nhắc lại là cô chú anh chị lấy hàng cân hay là hàng hình, cây đều đẹp giống như vậy và cũng đều ngang ngửa giá. Đó, thì em bán hình này với giá 160.000 có 3 cây rất xinh. Hình tiếp theo là hình số 2, 6 cây luôn ạ. 6 cây châu luôn như vậy nhá. Hình này em bán với giá là 160.000. Tiếp theo là hình số 3, hình này có 5 cây luôn này. 5 cây rất là xinh, đẹp luôn. Lá đều là những cái lá có gân nổi. Rất là đẹp luôn như thế này ạ. Bán một hình này với giá 180.000, 5 cây. Hình tiếp theo, hình số 4. Hình này có 2 cây to đấy ạ. 2 cây to này em bán 200.000 này, cô chú anh chị này. Rễ non đang bắt đầu bắn ra hết rồi như vậy ạ. Tiếp theo, sau bên này là hình số 5. Hình số 5 này có 4 cây. 4 cây này em xin phép bán với giá là 180.000 cho hình số 5. Hình số 6 này, 2 cây to ạ. À, 3 cây to chứ. 3 cây rất là to, đẹp luôn. Hình này em xin phép được bán với giá là nhiêu đây nhỉ? Hình này với giá là 230.000 cho 3 cây to này. Tiếp theo hình số 7 với giá 210.000 cho hình số 7 ạ. 210.000 cho hình số 7. Với 3 cây bản lá căng bóng mượt mà. Hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 này thì em có tổng là bao nhiêu cây đây? 4 cây. 4 cây ở hình số 8 em bán với giá là 160.000 thôi, quá trời rẻ luôn. Mỗi một cây như vậy có 40.000 cô chú anh chị này. Một cây châu đẹp như thế này có 40.000 cho một cây thì quá là rẻ luôn. Tiếp theo là hình số 9 với giá em bán 200.000. 200.000 cho 4 cây này ạ. 4 cây 200.000 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 10. Hình này cũng 4 cây với giá là 210.000. Hình số 11. Hình số 11 3 cây ạ. 3 cây này với giá đây ạ. Cái bản lá rất là to, lá gân rất đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là đây, rễ non này, 210.000 cho hình số 11. Hình sang bên này là hình số 12, một giò hạc vĩ thiên cung lữ bố, hoa tím đậm đà luôn ạ. Hoa tím đậm đà luôn đây cô chú anh chị này. Đó, kỳ thì mọc thôi rồi đấy ạ. Hình này bán để cô chú anh chị giao lưu làm giống, em bán với giá là hình này em xin phép được bán với giá 160.000. Tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 này cũng vậy đây. Một bông đang sổ và rất là đậm đà. Hoa rất đậm. Hình này em bán với giá là 170.000 nhé. Và tiếp theo là hình số 14. Hình số 14 này đang nụ chi chít như vậy ạ. Hình này em bán với giá 170.000. Hình số 15 160.000. Nói chung là hạc vĩ thiên cung này nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết hết cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình số 15. Nhưng mà những chậu này là nó là hàng cây giống. Nên là cô chú anh chị thấy là bây giờ nó vẫn còn đang có nụ như vậy đấy ạ. Cây này hoa cũng rất là đậm luôn này.
Cái hình này thì em bán thì giá là 150.000 thôi, là hình số 16. Sang hình số 17, hình số 17 này sẽ là một dòng giò sơn thủy tiên, hàng em đã ghép năm ngoái. Đây là dòng sơn thủy tiên đột biến, họng nâu đỏ đấy ạ, nâu đỏ đấy ạ, cô chú anh chị này. Đó, hoa thì rất là thơm. Cô chú anh chị nhìn kỹ cái mặt bông cho em. Bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là đấy ạ, giả hành thì rất là khỏe khoắn như thế này cô chú anh chị nhé. Vì cô chú anh chị có thể kích mầm để nó lên mầm, lên nhiều mầm hơn ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 300.000, 300.000 cho hình số 30, hình 30 cô chú anh chị nhé. Này cô chú anh chị này, với những cái chậu sơn thủy tiên bình thường, đây này, mặt đông của dòng sơn thủy tiên bình thường thì cái họng của nó sẽ không đậm màu như vậy. Đây, đây là cái dòng sơn thủy tiên bình thường nhé cô chú anh chị nhé. Tí nữa cô chú anh chị của em có thể quay cho cô chú anh chị xem cả hoàng lạp nữa. Đây này. Đấy, thì cái họng của nó chỉ ở cái độ như thế này thôi. Và cái họng đây là dòng sơn thủy tiên đột biến thì cái họng của nó sẽ rất là đậm, rất là đậm như thế này. Cái mùi hương của nó cũng rất là tuyệt vời. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho cái giò này nhé. Sang bên này là hình số 18. Hình số 18 này thì một phần bên này, một phần bên này, một dề bên này là dòng sơn thủy tiên đột biến họng nâu đen nâu đỏ nhé. Đấy, thì em đã kiểm tra rồi nhá. Em đã kiểm tra rồi thì em mới báo ạ. Đang rất là nhiều nụ này, cô chú anh chị nhỉ? Quá trời nụ luôn. Còn bên này thì là sơn thủy tiên với giả hành siêu bự trảng luôn. Nên là một giả hành như thế này mà nó ra cả một dàn nụ hoa như thế này đấy ạ. Bao nhiêu nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, một giả hành nó ra 4. Bên này thì chỉ có bao nhiêu nhỉ? 3 giả hành thôi mà một dàn hoa như thế này luôn cô chú anh chị này. Đó, cái giò này thì phải nói là quá là tuyệt luôn. Sơn thủy tiên những cái giả hành mà to như thế này thì cũng quá là giá trị luôn. Đó, cái giỏ này ấy, giỏ sơn thủy tiên này, em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá xin phép là 1 triệu cho giỏ sơn thủy tiên này. Vừa có sơn thủy tiên hàng thường và sơn thủy tiên đột biến cô chú anh chị nhé. Sơn thủy tiên thường và sơn thủy tiên đột biến. Mà cái hàng thường kia thì phải nói là siêu khủng và cực kỳ là đẹp. Đó, cô chú anh chị này, quá tuyệt luôn. Vì cô chú anh chị kích mầm để cho nó lên nhiều mầm hơn nữa thì đến khi mà nó sang năm ấy thì quá trời rực rỡ. Còn sang bên này sẽ là dòng sơn thủy tiên ở hình 19. Hình 19 này em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? 290.000. Đây cũng là dòng sơn thủy tiên họng nâu đen hoặc là nâu đỏ, dòng sơn thủy tiên đột biến của chú anh chị nhé. Trước đây thì mỗi một giả hành sơn thủy tiên, nếu mà cô chú anh chị theo dõi là những người chơi lan lâu thì sẽ biết rằng là một nhánh sơn thủy tiên đột biến nâu đen nâu đỏ này này, giá của nó có thể lên đến cả 1 triệu nhá cô chú anh chị nhá, chứ không có rẻ đâu. Tại vì là thực ra khi cô chú anh chị mà mua hàng cân về để bắt cái mặt hoa nâu đen nâu đỏ có thể lên đến cả tạ, cũng không có một nhánh nào. Đấy, nên là cái giá trị của nó như thế thì cũng quá là bình thường. Em có cái hình 19 này thì em chỉ bán với giá là 290.000 thôi. Đó, 290.000 nó đang nụ như thế này nhá. Tiếp theo là hình số 21. Hình 21 này thì ít nụ. Ít nụ nhưng mà lại thân lại quá là khỏe luôn. Cái chậu này. Chậu này thì nhìn về tương lai thì quá đẹp. Cho mùa hoa năm sau. Chậu này em bán với giá là 490.000 ạ. 490.000 nó chỉ có một nụ này thôi nhá. Và tiếp sang bên này đây là hình số 22. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 300.000. 300.000 cho giò này nhé. Cũng nâu đen nâu đỏ. Hình tiếp theo là hình số 23. Hình 23 cái chóp. Đấy, những cái chậu sơn thủy tiên nâu đen nâu đỏ này em thấy có đặc điểm là cái nụ của nó khi mà lớn ấy, nó đều có bên trên nó đều hơi đen đen như vậy. Rồi sang bên này là cái chậu này này, ít giả hành nhưng phải nói quá xinh. Quá xinh ạ. Cái giò sơn thủy tiên này em xin phép được bán với giá là 400.000 nhá. Sơn thủy tiên nâu đen nâu đỏ này này. Và sang bên này là hình số 27 này. Hình số 27 này. Nói chung là những cái hàng này ấy, thì về cô chú anh chị có thể kích mầm để cho nó lên được nhiều mầm hơn đấy. Giò này em giao lưu cùng cô chú anh chị sưu tầm 280.000. Tiếp theo là hình số 25 ạ. Cái giò này đây đang một hai cây, một vài nhánh đang sổ hoa rồi, phải nói chuẩn đen. Rất đẹp luôn như thế này. Đây ạ. Cái giò này thì em bán với giá là 300.000 cho cái giò này. 300.000 nhá cô chú anh chị nhá. Rồi, một cái giò tiếp theo là hình 26.
26 này thì em có một cái giò nghệ tâm siêu hoa như thế này này, mầm thì cũng đang lên. Cái giò Sơn Thủy Tiên này em bán với giá là 250.000. Hình số 27 là hoàng lạp nhá. Đó, hoàng lạp ạ. Hoàng lạp cô chú anh chị có thể phân biệt với cả Sơn Thủy Tiên, cô chú anh chị nhìn này. Hoàng lạp thì hoa sẽ thưa hơn này. Cánh hoa của nó không dày bằng. Đó, bình thường thì khi em bán hàng em cũng đều nói như vậy. Đó, em đều thấy là Sơn Thủy Tiên thì hoa nó rất là dày bông. Còn hoàng lạp thì thưa bông hơn. Hoa nó không được, cánh hoa không được dày như vậy cô chú anh chị nhá. Cái giò hoàng lạp là hình 27 này em bán 170.000. Hình số 28 cũng 170.000. Hình số 29 với giá em bán cũng 170.000. Và sang bên này là một số hình áo mắt châu lưng xanh. Dòng hàng mà phải nói là làm mưa làm gió một thời. Mặt bông ám đẹp nhất trong các dòng bông ám. Em bán hình này với giá là 170.000. Hình số 32 280.000 đấy ạ. 280.000 nhá. Hình số 33 380.000. Hôm nay em thấy ở trên Facebook có một cái trang người ta bán áo mắt châu lưng xanh này này. Em có ý định là mua để xỉ để mà giao lưu cùng cô chú anh chị. Hỏi giá người ta nói rằng 30.000 một sen cô chú anh chị ạ. 30.000 một sen với cả những cái giò mà lớn ấy, là 20.000 luôn. Đó, giá không thể nào mà nhập được luôn. Để cô chú anh chị xem những cái cây này thì nó quá là hợp lý để cô chú anh chị mua sưu tầm nhá. Hình tiếp theo hình 33 đây, hai mầm như vậy 130.000. Bên này thì em còn có những cái chậu hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài, cây hai ngồng hoa như vậy với giá em bán là 90.000 cho một chậu nhá. Em có nhiều những cái đặc sản của rừng Cao Bằng. Đặc sản của rừng Cao Bằng, sim khô 100.000 cho 1 kg, chuối hột khô 100.000 cho 1 kg, táo mèo khô 100.000 cho 1 kg, hà thủ ô đỏ 300.000 cho 1 kg, hoàng tinh 200.000 cho 1 kg, ba kích khô với giá là 450.000 cho 1 kg ba kích khô, và tầm gửi cây xanh với giá là 230.000 cho 1 kg, tầm gửi cây gạo 190.000 cho 1 kg. Và bên này trà sơn mật hồng sâm rất nhiều hoa với giá là 80.000 cho một gói. Chè rào khổ lam 60.000 cho một hộp ạ. Em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1 kg và rêu rừng là 50.000 cho 1 kg. Và vẫn có rất nhiều những cái sản phẩm là những chế phẩm dành cho hoa lan. Em có kiki duy đỏ 60.000 cho một ống, duy xanh 50.000 cho một ống, atonic 10.000 một gói, phùng miễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Ba loại phân bón lá dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh san chậm có kiểm soát dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M. Siêu da rễ N3M ở đâu nhỉ? Siêu da rễ N3M đấy ạ, 30.000 cho một lọ nhé. Viền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Viền da sẹo đen 50.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. Phân bón dạng túi lọc. Một hộp như vậy có 20 túi lọc bên trong. Một hộp như vậy sẽ có 20 túi lọc bên trong, cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển, kích thích da rễ cực mạnh luôn. Một hộp như vậy em bán 35.000 cho một hộp. Phân bón chùm quế nguyên chất em bán 35.000 cho một hộp đã qua xử lý rất là cẩn thận, đóng gói 1 kg 35.000 nhé. Và Trichoderma phân bón vi sinh kháng nấm cực hữu hiệu với giá 15.000 cho một gói. Một hộp với khối lượng 1 kg 130.000 cho một gói. Và cát tan đặc trị thối nhũn. Cát tan đặc trị thối nhũn của Thái 35.000 cho một lọ. Kim Kim Boom cũng là đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói. Phân bón rất là đậm đặc của Thái 50.000 cho một lọ này. Em vẫn có sản phẩm đó là tinh dòng hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt nhé. Một lọ như vậy thì em xin phép được bán với giá là 40.000 cho một lọ. Cái mùi hương của nó tạo cho cô chú anh chị cái cảm giác thư giãn, dễ chịu, an thần rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái này thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và giảm đau rất là hiệu quả. Cô chú anh chị, và đây là sản phẩm hoàn toàn rất là lành tính. Rất là lành tính với sức khỏe bởi vì nó là hoàn toàn từ tự nhiên cô chú anh chị nhé. Ở bên này thì em còn có thêm những cái hàng lan va. Em quên mất lại không nhớ giới thiệu rồi. Đây ạ, đây là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng võ tòng. 5 cánh trắng võ tòng, em gọi đây là V1.
V1 này thì dòng này là 5 cánh trắng và lưỡi bệt cô chú anh chị nhá. Mặt hoa phải nói đẹp và độc đáo vô cùng. Em bán hình này với giá 1.800.000 để cô chú anh chị sưu tầm mặt hoa nhá. Hình số V2 2.200.000, V3 2.200.000. 2.200.000. Và V4. V4 này em cũng bán với giá là 2.200.000 cho hình V4 này. Và bên này là cái dòng lan kiếm tuyết ngọc nhá. Kiếm tuyết ngọc là dòng lan có chùm hoa, cái bông hoa của nó cánh bầu hình giọt lệ, khi mà sổ phải nói là hoa cực kỳ là diễm lệ đẹp, một dòng hàng rất có tiếng của chúng chị nhé. Em gọi đây là K5 với giá là 1.900.000, có tất cả là 6 thân kiếm tuyết ngọc này. Và hình tiếp theo đây là chậu kiếm vàng tuyên quang. Kiếm vàng tuyên quang nổi tiếng với những chùm hoa rất là dài, bản lá to, thân lá đẹp. Chậu kiếm vàng tuyên quang 6 thân này em bán 3.500.000. Và chậu kiếm vàng tuyên quang hình số 6, đây là cũng là kiếm tuyết ngọc chứ. Cô chú anh chị này, quá đẹp luôn, mướt mượt mượt như vậy. Chậu này có 7 thân này, em bán 2.200.000. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em ạ. Em xin